nói với anh ấy một lời đi chú. Chú đừng bắt cháu bỏ con. Cháu không bỏ con đâu chú ơi. Cố ý mồm vào. Đi thôi, vào bệnh viện nhanh. Đấy, ông bị điên à? Em muốn một phần quà nho nhỏ thôi. Độ khoảng 50.000 đô. Đây. Bỏ tôi ra. Đi anh. Bỏ tôi ra. Alo. Công việc ở nhà cậu cứ thu xếp đi nhá. Nếu có gì thì cứ alo cho tôi. Hôm nay đưa đi khám sức khỏe định kỳ mà. Thôi cứ như thế thôi nhá. Này, có chuyện gì thế cô cậu? Chú giúp cháu đi ạ. Anh ấy bắt cháu bỏ con, nhưng mà cháu không thể bỏ được chú ạ. Cố ý mồm vào, đi theo tôi vào bệnh viện nhanh. Máu mủ của em và anh, em không thể bỏ được. Này, tôi bảo cố im đi, đừng để tôi điên lên biết chưa. Này, cậu quá đáng vừa chứ. Cô là người con gái của cậu, là sao cậu định nói với cô như thế hả? Ông thì biết cái quái gì. Cậu đúng là văn hóa lùn. Chú nói với anh ấy một lời đi chú. Chú đừng bắt cháu bỏ con. Cháu không bỏ con đâu chú ơi. Tôi không hiểu sao trên đời này lại sinh ra cái thứ không phải con người như cô đấy. Này, trên đời này cái thứ không phải con người là cậu chứ không phải cô ta nhá. Ông thì biết cái quái gì mà ông xen vào. Biết, tôi không biết thật đấy. Nhưng hôm nay tôi biết cậu là một người bố dám hủy hoại một đứa con trong khi đó là giọt máu của cậu. Đúng đấy chú ạ. Cháu không bỏ được con đâu. Đây là đứa con của cháu và anh ấy. Cố ý mồm vào. Đi thôi, vào bệnh viện nhanh. Đấy, ông bị điên à? Tôi nói thật cho cậu biết nhá. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Lần này cậu giết hại con mình trong khi con mình chưa thành hình. Hôm nay tôi gặp chuyện này, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ cô bé này. Tôi không để cậu hành hạ mẹ con cô đâu nhá. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Mày và cô chú không thể. Chuyện của tôi và cô ấy chưa xong đâu. Tôi với cô ấy sẽ còn gặp lại nhau. Nhớ đấy. Cô có làm sao không? Cháu không sao chú ạ. Mày mới có chú giúp cháu. Không thì cháu đã mất đứa con này rồi chú ạ. Loại người như thế sao cô để yêu hắn được? Mà lại có con với hắn nữa chứ. Cháu chỉ là một cô gái nhà quê. Nhà quê lên đây chú ạ. Cháu gặp gỡ anh ấy rồi phải lòng ấy lúc nào không biết. Lúc đấy anh ấy lừa cháu, nói là thương cháu, yêu cháu. Rồi anh ấy bỏ cháu chú ạ. Anh ấy bỏ cháu cũng được, nhưng mà cháu mang thai con của anh ấy rồi. Anh ấy đòi lấy người khác chú ạ. Thôi anh ấy lấy người khác thì cháu không dám nói gì cả. Nhưng mà anh ấy bắt cháu bỏ đứa con này. Anh ấy sợ cháu bằng đứa con là uy hiếp hôn nhân của anh ấy. Nhưng mà cháu không thể bỏ đứa con được chú ạ. Thôi, ô cũng là số phận nghiền ngã với cô thôi. Cô phải trả cái giá đắt quá. Nhưng mà thôi, cô biết được cái sự xấu xa của một con người. Thôi. Alo. Cậu đến đón tôi nhá. Và cho một cô gái đến khoa sản khám bệnh. Rồi. Chú định đưa cháu đi đâu thế ạ? Cô yên tâm đi. Tôi đưa cô đi khám thai mà. Thôi ạ. Cháu không cần đâu ạ. Hôm qua cháu vừa mới khám rồi ạ. Con cháu nó vẫn khỏe ạ. Cô vừa mới ngất xong mà. Thế chắc cháu bị thiếu máu đấy chú ạ. Bà bầu thiếu máu là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà cháu có một chuyện. Cháu không biết phải làm thế nào cả. Chuyện gì thế? Bây giờ cháu không có nơi nào để đi chú ạ. Mấy nữa hắn ta mà tìm đến thì hôm nay may mà có chú giúp cháu. Chứ còn mấy hôm nữa. Hay là thế này nhé. Tôi thuê cho cô một cái phòng ở vài tháng, bồi dưỡng sức khỏe tốt, rồi tìm cách bỏ cái anh chàng kia đi. Như vậy có phiền chú không? Phiền, đã giúp thì giúp đến tận cùng, cháu cứ yên tâm đi. Đây. Cô. Mình mới gặp nhau mà. Chú quên nhanh thế. Có phải cô là cô gái nhà quê hôm loạn người yêu dẫn vào viện phá thai không? Đúng rồi. Chú nhớ đúng đấy. Quên mất. Giờ phải gọi là anh mới đúng chứ hả? Anh. Chứ còn gì nữa. Chuyện chúng mình hôm trước anh quên nhanh thế. Chuyện chúng mình? Là chuyện gì tôi không biết.
Đây. Đây là anh này, còn đây là em này. Anh thấy sao? Cô, ý đồ cô... Ý đồ gì á? Em làm gì có ý đồ gì đâu. Em là con gái nhà lành, em dù thế nào ấy cũng chẳng ai biết cả. Nhưng mà với anh ấy, chắc là danh tiếng rất là quan trọng nhỉ. Anh đường đường là chủ tịch của một công ty lớn cơ mà. Cô... Danh tiếng thì cũng quan trọng thật, nhưng mà em nghĩ gia đình cũng quan trọng không kém đúng không? Vợ anh này, con anh đọc được cái này ý, chắc là sốc lắm đấy nhở. Vợ của anh có khi tự tử cũng nên đấy chứ. Ý định cô muốn gì cô nói luôn ra đi. Em muốn một phần quà nho nhỏ thôi, độ khoảng 50.000 đô. Cô nói cái gì? Sao? Với một chủ tịch như anh ý, đó là cái giá quá là bèo rồi đấy. Này, tôi với cô không răng díu cái gì cả, tại sao cô lại tống tiền tôi? Anh này, anh lại bị quất ngựa truy phong đấy à? Bằng chứng lè lè ra đây rồi, anh không có cãi được đâu. Anh ấy ạ. Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy còn gặp nhau nhiều mà. Màn kịch được hạ rồi đấy, cô em quái quỷ ạ. Cậu, có phải cậu là... Vâng, chỉ là cháu. Người đã được chú thưởng cho cái tát cháy mặt vì nhân cách không bằng con vật đây ạ. Tôi xin lỗi cậu nhé, tôi hiểu lầm. Dạ, không có gì đâu chú ạ. Cháu và chú ấy đều là con mồi trong tầm ngắm của cô ta. Ở ngoài, cháu cũng đâu hề gì quen biết gì cô ta. Cho nên ấy, cháu càng không thể động chạm vào cơ thể của cô ta cả. Ấy thế mà những tấm ảnh cháu với cô ta thân mật thì lại xuất hiện như thường. Cô ta muốn lấy mấy tấm ảnh đấy để tống tiền cháu. Nhưng mà xin lỗi, tôi đâu bị dễ lừa như thế. Cháu muốn đưa cô ta tới viện để xem cô ta có thai thật hay là không. Bây giờ công nghệ hiện đại lắm, mình chỉ cần xét nghiệm ADN là biết sự thật hay không thôi. Cái hôm cháu đưa cô ta tới viện thì cháu lại gặp chú. Vì sợ bại lộ cho nên cô ta đã lợi dụng lòng tốt của chú để ngăn cản cháu. Anh im đi, anh chẳng có bằng chứng gì cả. Bằng chứng à? Thế đây có được coi là bằng chứng hay không? Gì đây? Chào chú ạ. Cháu là nhân viên của khách sạn đến sửa mấy cái ống nước ở phòng mình đang bị tắc. Cháu vào sửa đi. Dạ vâng. Ở đây đẹp, tiện nghi lắm chú ạ. Chú xem mấy phòng rồi, nếu mà cháu ưng phòng này để chú xuống chú ký dài hạn đấy nhé. Cháu ở đây. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Xong rồi cháu ạ. Dạ. Cháu cứ yên tâm ở đi. Dạ vâng ạ. Chú ra ngoài còn nóng không chú? Nóng có cốc nước. Chú xin khát quá. Như thế này đã đủ thuyết phục đối với cô chưa? Thì ra cô lấy oán trả ơn à? Đây là chiêu thức lừa đảo chung của cô ta. Cô ta chuyên đi lợi dụng lòng tốt của người khác để bẫy rồi tống tiền. Cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cháu, chuyện này mà lộ ra thì chú có nhảy xuống sông cũng không sạch nỗi oan này. Chú cứ bình tĩnh, chuyện vui mới chỉ bắt đầu mà. Vui cái nỗi gì chứ. Này, cô có gan làm mà không có gan đối diện à? Hả? Đúng thế. Cô muốn có 50.000 đô chứ gì. Thế thì trước tiên sẽ nói chuyện với công an đã.
rồi ai sẽ phải trả cái tiền này? Chú tha cho cháu đi ạ. Cô nghĩ là tôi vẫn còn tin cô lắm hả? Tôi nói cho cô biết, cô động đến tôi là bước đi sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô rồi đấy. Đưa cô ra đi. Bỏ tôi ra. Cảm ơn cháu. Không có gì chú ạ.